Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Chuyện cười nhà đạo của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình là Lucia Xuân Nghi. Còn mình là Anna Lê An. Xuân Nghi à, em có biết gì không? Hôm nay chị sẽ kể cho em câu chuyện vui lắm luôn á. Vui ơi là vui luôn, vui thiệt là vui, vui lắm luôn á. Thôi bây giờ chị kể cho em nghe đi, chứ chị nói vậy làm em nôn quá hả? Thôi được rồi, chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện có tên là Cha còn đi sai đường huống chi là con. Một cha khách nọ được cha xứ nhờ đến dâng lễ. Cha khách đi lạc đường, chợt thấy mấy đứa trẻ đang chơi liền hỏi: các con chỉ cho cha đường đến nhà thờ gần nhất đi. Đám trẻ chỉ tay về phía bên phải, bạch cùng đi với ngài. Trong thánh lễ, cha khách bắt đầu bày giảng bằng câu hỏi: anh chị em có biết con đường nào về nước trời gần nhất không? Một đứa trẻ trong bọn giơ tay đáp: cha còn đi sai đường huống chi là con, sao con biết được đường lên thiên đàng được. Có chuyện của chị mắc cười thiệt á. Nhưng mà bây giờ em kể chị nghe nè. Hôm qua em có nói chuyện với mẹ em á. Em nói với mẹ em vậy nè: mẹ ơi, chắc chắn là bà ngoại của con không phải xa vào ngoại ngục đâu. Sao em biết được? Mẹ em hôm qua cũng trả lời hỏi y chang chị vậy đó. Em trả lời mẹ em vậy nè: trong thánh kinh á, người ta có viết là khi xa vào hãm ngục thì người ta phải khóc lóc nghiến răng. Bà ngoại của em đâu còn răng để nghiến đâu. Câu chuyện em đúng là vui luôn đó. Và đó là hai câu chuyện của Xuân Nghi và Lê An gửi đến các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau nhé.